Những hòn đảo hoang sơ tuyệt đẹp luôn là thỏi nam châm thu hút đông đảo du khách từ nhiều nơi trên thế giới đến với Malaysia hàng năm. Mỗi nơi sẽ đem đến cho bạn những điều thú vị khác nhau. Và ngày hôm nay, chúng tôi muốn đưa bạn ghé thăm một hòn đảo tuyệt vời, nơi có nền văn hóa đa sắc màu, con đường nghệ thuật ấn tượng, những hoạt động trải nghiệm thú vị. Đó chính là Penang, một thành phố đảo xinh đẹp của Malaysia. Bạn đã sẵn sàng để đánh thức mọi giác quan của mình. Hãy hòa mình vào cuộc hành trình đầy thú vị này và khám phá nền văn hóa đặc sắc tại đây nhé. Nếu bạn muốn khám phá và trải nghiệm cảm giác là một người Penang đúng nghĩa, hãy đến với khu phố cổ Shark Town. Đây là nơi lý tưởng dành cho những ai thích đi bộ bởi vì xung quanh đây có rất nhiều điều thú vị. Nhắc tới Penang, bạn sẽ hình dung tới một hòn đảo không chỉ mang vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, mà hòn đảo này còn ẩn chứa những nét đặc sắc của văn hóa truyền thống địa phương. Và George Town là khu phố cổ minh chứng cho tính đa văn hóa dọc theo chiều dài lịch sử Penang. Được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 2008. Từ đó, George Town đã trở thành một trong những nơi nổi tiếng nhất trên hòn đảo. Tại đây tồn tại một khu nghệ thuật đường phố khá nổi tiếng. Đây có lẽ là điểm đến được chờ đợi nhất của mọi du khách. Hầu hết các bức tường đều được tô vẽ bằng graffiti 3D đầy màu sắc. Mỗi hình vẽ phản ánh cuộc sống hàng ngày của người dân thật giản dị, có những hình thì ký họa lại từng khoảnh khắc tuổi thơ thân quen, như hai đứa trẻ bên khung cửa và chiếc xe của bố, hay những đứa trẻ hồn nhiên chở nhau đi chơi bằng xe đạp. Quả thực, nếu bước vào không gian ấy và chụp ảnh, các nhân vật cứ như thể đang sống cùng bạn. Có lẽ vì trải nghiệm thú vị này mà khu nghệ thuật đường phố đã trở thành một trong những nơi thú vị nhất mà bạn phải đặt chân đến. Ngoài ra, dọc theo các con đường cũng có rất nhiều cửa hàng hoặc xe đẩy bán quà lưu niệm rất dễ thương. Sau một buổi lang thang chụp hình với những bức tranh sống động này, bạn có thể ghé vào và tìm kiếm cho mình những món quà ý nghĩa. Tại Penang, sự đa dạng văn hóa và sắc tộc thể hiện qua kiến trúc, tín ngưỡng, trang phục, ẩm thực. Bạn sẽ thấy rất nhiều ngôi nhà cổ kính hàng trăm năm tuổi nằm bên cạnh những tòa nhà hiện đại nhưng lại rất hài hòa với nhau trong không gian chung. Đến Penang, bạn có thể ghé thăm những ngôi nhà cổ nổi tiếng như Peranakan Mansion hoặc Lu Mansion với giá vé xấp xỉ 15 ringgit, tương đương 80.000 đồng. Có tuổi đời hàng trăm năm, mỗi công trình kiến trúc ở Penang là một câu chuyện kể về quá khứ đáng nhớ của vùng đất này. Một trong những công trình nổi tiếng nhất Penang là Peranakan Mansion, ngôi nhà cổ luôn gây tò mò với du khách vì sắc xanh độc đáo. Từng là nơi ở của các gia đình quý tộc người Hoa sinh sống trên đảo Penang cách đây hàng thế kỷ. Hiện nay, căn nhà được phục dựng và mở cửa đón khách tham quan như một địa điểm du lịch thực thụ. Sự quý phái của chủ nhân ngôi nhà được thể hiện qua các trang phục thường ngày trưng bày trong các căn phòng. Bạn sẽ có cơ hội tận mắt chứng kiến nếp sống truyền thống toát lên từ những vật dụng trong phòng ăn, phòng khách, phòng ngủ và nghe nhiều câu chuyện thú vị xung quanh thân thế của chủ nhân các căn biệt thự này. Hiện nay, ngôi nhà đã hơn 100 năm tuổi, được bảo tồn nguyên vẹn và là một phần của di sản trong phố cổ George Town. Bên cạnh ngôi nhà cổ Peranakan Mansion, ngôi làng trên biển Klang Jetty cũng vẫn giữ được những nét cổ kính và truyền thống, thu hút rất nhiều du khách đến tham quan hàng năm. Ngôi làng là nơi sinh sống và lập nghiệp của các gia tộc người Trung Quốc. Ở đây được chia thành 6 ngôi làng nhỏ, mỗi ngôi làng là nơi sinh sống của một gia tộc. Nét cổ kính của ngôi làng được thể hiện qua các đèn lồng được thắp bằng nến trước các cửa nhà. Từ thế kỷ thứ 19, Penang từng là một trong những thương cảng sầm uất nhất tại Malaysia và cầu cảng Klang Jetty này là một di sản gợi nhớ ký ức về thời vàng son của Penang. Có thể thấy, điều khiến cho Penang trở nên hấp dẫn và lôi cuốn chính là sự pha trộn giữa các nền văn hóa. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là cách thức mà các nền văn hóa khác nhau hòa hợp và cùng tồn tại trong một thành phố đảo. Tuy nhiên, tại Penang còn có những điều khiến bạn phải trầm trồ thán phục như những sản phẩm được nhuộm theo phương pháp batik chẳng hạn. Ngay bây giờ, tôi sẽ chỉ cho bạn thấy điều thú vị đó nhé. Để có một sản phẩm batik,
Người nghệ nhân bắt đầu bằng việc vẽ các họa tiết bằng sắc ong pha trộn với nhiều sắc độ khác nhau. Các họa tiết hoa văn được vẽ hoàn toàn bằng tay và sử dụng những cây bút gọi là canting. Nó cấu tạo như những chiếc bút mực vậy, với cán bằng gỗ hay kim loại để đựng dung dịch sáp nóng và một đầu ống kim nhỏ để vẽ. Ngoài ra, người thợ có thể sử dụng các phương pháp khác như đổ trực tiếp sáp lên vải, dùng bút lông để vẽ sáp hay dùng bảng khắc. Các họa tiết hoa văn trang trí batik được chia thành hai loại, đó là những họa tiết hình học và những họa tiết khác. Dù là họa tiết gì đi chăng nữa, thì tấm vải batik cũng thực sự là một bức tranh tuyệt vời. Ngoài các sản phẩm may mặc phổ biến như váy áo, batik ngày nay cũng được thể hiện ở váy tấm choàng, khăn quàng cổ. Khách du lịch tới đây, hầu như ai cũng muốn mua cho mình một mảnh vải hoa batik để làm quà cho người thân. Penang, một hòn đảo du lịch nổi tiếng của Malaysia, với những khu phố cổ yên bình, những ngôi nhà với lối kiến trúc độc đáo, cùng những sản phẩm thủ công truyền thống đặc sắc, tất cả hòa trộn tạo thành một Penang đầy hấp dẫn và thú vị. Đặc biệt với những du khách yêu vẻ đẹp xưa cũ, đam mê khám phá văn hóa. Hãy cùng chúng tôi tiếp tục trong chuyến hành trình ngày mai, sẽ còn rất nhiều điều thú vị đang chờ đón bạn.